Thư thứ hai Thessalonica. Đoạn 1 từ câu 1 đến câu 2. Lời mở đầu. Chúng tôi là Phaolô, Silvano và Timôthê, kính gửi hội thánh Thessalonica ở trong Thiên Chúa là Cha chúng ta và trong Chúa Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Thơ thứ hai, Thessalonica, đoạn 1 từ câu 3 đến câu 12. Tạ ơn và khuyến khích, Thiên Chúa thưởng phạt ngày sau hết. Thưa anh em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em. Đó là điều phải lẽ, vì lòng tin của anh em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh em, lòng yêu thương của mỗi người đối với người khác cũng gia tăng. Bởi thế, chúng tôi hãnh diện về anh em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa, vì anh em kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. Đó là dấu cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh. Anh em sẽ được coi là xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa. Chính vì nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ. Quả là điều công minh nếu Thiên Chúa trả báo. Nghĩa là bắt những kẻ gây gian truân cho anh em phải chịu gian truân, và cho anh em, những kẻ gặp gian truân, được nghỉ ngơi với chúng tôi. Việc ấy sẽ xảy ra khi Chúa Giêsu từ trời xuất hiện cùng với các thiên thần hùng mạnh của người, trong ngọn lửa cháy bừng để báo oán những kẻ không chịu nhận biết Thiên Chúa và những kẻ không vâng theo tin mừng của Chúa chúng ta là Đức Giêsu. Những kẻ ấy sẽ lãnh án diệt vong muôn đời, xa thánh nhan Chúa và quyền năng vinh hiển của người. Khi người đến, trong ngày ấy, để được tôn vinh giữa các thánh của người và được ngưỡng mộ giữa mọi kẻ đã tin, mà anh em cũng đã tin lời chứng của chúng tôi. Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh em, xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. Như vậy, danh của Chúa chúng ta là Đức Giêsu sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô. Thơ thứ hai Thessalonica đoạn 2 từ câu 1 đến câu 12. Ngày Chúa quang lâm và những gì xảy ra trước đó. Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với người, tôi xin anh em điều này. Nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ. Đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. Trước đó phải có hiện tượng chối đạo, và người ta phải thấy xuất hiện người gian ác, đứa hư hỏng, tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong đền thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. Khi tôi còn ở với anh em, tôi đã từng nói những điều ấy. Anh em không nhớ sao? Anh em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó. Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành rồi. Chỉ đợi người cầm giữ nó bị gạt ra một bên, bấy giờ tên gian ác sẽ xuất hiện. Kẻ mà Chúa Giêsu sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng người, và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng khi người quang lâm. Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Satan, có kèm theo đủ thứ phép màu dấu tạ điềm thiêng và đủ mọi mưu gian chiếc rối nhằm hại những kẻ phải hư mất vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý
để được cứu độ. Vì thế, Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá. Như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật nhưng ưa thích sự gian ác thì sẽ bị kết án. Thứ hai Thessalonica, đoạn 2, từ câu 13 đến câu 17, khuyên nhủ kiên trì. Hỡi anh em là những kẻ được Chúa yêu mến, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì Thiên Chúa đã chọn anh em ngay từ lúc khởi đầu, để cứu độ anh em nhờ thần khí thánh hóa và nhờ lòng tin vào chân lý. Chính vì thế mà người đã dùng tin mừng chúng tôi loan báo mà kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Vậy, thưa anh em hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống chúng tôi đã dạy cho anh em, bằng lời nói hay bằng thư từ. Xin chính Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, đấng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp. Xin các ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì tốt lành. Thờ thứ hai Thessalonica, đoạn 3 từ câu 1 đến câu 5. Sau cùng, thưa anh em, xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi để lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh, như đã thấy nơi anh em. Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi được thoát khỏi tay người độc ác xấu xa, bởi vì không phải ai cũng có đức tin, nhưng Chúa là đấng trung tín, người sẽ làm cho anh em được vững mạnh và bảo vệ anh em khỏi ác thần. Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng vào anh em. Anh em đang làm và sẽ làm những gì chúng tôi truyền. Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em, để anh em biết yêu mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như Đức Kitô. Thứ hai Thessalonica, đoạn 3, từ câu 6 đến câu 15. Đề phòng lối sống vô kỷ luật, cơn sốt quang lâm. Thưa anh em, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi truyền cho anh em phải xa lánh mọi người anh em sống vô kỷ luật, không theo truyền thống anh em đã nhận được từ nơi tôi. Chính anh em thừa biết là anh em phải bắt chước chúng tôi thế nào. Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã không sống vô kỷ luật. Chúng tôi đã chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đã làm lụng khó nhọc vất vả, để khỏi nên gánh nặng cho người nào trong anh em. Không phải là vì chúng tôi không có quyền hưởng sự giúp đỡ, nhưng là để nêu gương cho anh em bắt chước. Thật vậy, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh em, ai không chịu làm thì cũng đừng ăn. Thế mà chúng tôi nghe nói, trong anh em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì, mà việc gì cũng xen vào. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm việc để có của nuôi thân. Phần anh em, hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí. Nếu có ai không vâng theo lời chúng tôi nói trong thư này, anh em hãy ghi lấy tên và đừng giao du với người ấy để họ biết xấu hổ. Nhưng đừng coi họ như thù địch, trái lại hãy khuyên bảo như người anh em. Thư thứ hai Thessalonica, đoạn 3, từ câu 16 đến câu 17. Lời cầu nguyện và lời chào cuối thư. Chúa là nguồn mạch bình an, xin người ban cho anh em được bình an mọi lúc và về mọi phương diện.
xin Chúa ở cùng tất cả anh em. Chính tôi, Phaolô, tự tay viết lời chào này. Đó là chữ ký trong tất cả các thư của tôi. Tôi viết như thế đó. Chúc tất cả anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.